Là cô đó hả? Không lẽ là Khánh Băng em gái tôi? Nhảm nhí. Nè, sao anh không nhận điện thoại của tôi vậy hả? Tôi bận lắm. Bận? Bận tới mức không nghe được điện thoại của bạn bè hay sao? Anh đừng quên, tụi mình đã bắt tay nhau trở thành bạn bè thân của nhau rồi nha. Xin lỗi cô, vì lúc đó cô chủ động làm bạn với tôi, chứ tôi không muốn. Bây giờ anh không muốn làm bạn với tôi sao? Ở thành phố này tôi không có bạn, anh không thể trở thành bạn bè của tôi sao? Từ nhỏ tới giờ tôi chưa có một người bạn nào là bạn đúng nghĩa hết. Vậy là cô hiểu con người tôi như thế nào rồi chứ? Tại vì anh yêu cầu cao, không ai xứng đáng làm bạn của anh. Hay là vì anh khó tính, không ai làm vừa lòng anh? Cái này cũng không phải, cái kia cũng không phải. Vậy thì tại sao, tại sao anh không có bạn? Bởi vì tôi chính là người xấu. Mẹ tôi nói, người nào còn biết mình xấu thì có lẽ người đó không phải là người xấu. Chỉ những người không biết mình làm điều xấu thì mới là người xấu. Anh tự nhận mình là người xấu, tức là anh không xấu. Và anh không xấu tới mức tôi phải tránh xa anh. Cô làm sao vậy? Tại sao cô cứ muốn làm bạn với tôi? Vì anh cô độc. Và vì tôi cô đơn, nên tôi ngộ ra một điều. Ít ra trên đời này anh cũng cần có một người bạn, đúng không? Hãy làm bạn với tôi đi. Một đôi, hai đôi, ba đôi. Một, hai, ba. Ủa chị Hai ơi, sao có ba cái chén với ba đôi đũa vậy? Thiếu cái chén với đôi đũa của anh Hai rồi. Ờ phải rồi, để chị xuống lấy. Lấy liền đi chị Hai, nhanh lên. Em để chén này cho anh Hai đi. Dạ, cái chén này của anh Hai để đây nè. Đũa của anh Hai để đây luôn. Còn cái đôi này là của bác nè. Cái này là của chị Hai. Mỹ Ngọc nhỏ nhất phải lấy cuối cùng. Em lấy cái này đi. Chị Hai nhường cho Mỹ Ngọc trước hả? Ừ. Cảm ơn chị Hai nha. Gấp cái trứng để vô chén cho anh Hai nè. Một chút nữa anh Hai về ăn. Mẹ ăn đi mẹ. Mỹ Ngọc nói cái bí mật này cho chị Hai biết nha. Ừ. Anh Hai về thăm Mỹ Ngọc rồi đó. Mỹ Ngọc mừng quá trời luôn. Anh Hai không có chết. Anh Hai không có chết đâu chị Hai. Anh Hai không có chết. Anh Hai em sẽ luôn ở bên cạnh hai chị em mình. Đúng rồi, anh Hai của em là một người tuyệt vời nhất. Thương Mỹ Ngọc nhất trên đời. Thương chị Hai, thương mẹ chị Hai, thương cả nhà mình luôn. Tăng 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 tăng. À, quên nữa, còn cái bí mật này nói cho chị Hai biết. Lại đây, lại đây. Hôm bữa anh Hai dặn Mỹ Ngọc là phải ăn uống cho đàng hoàng, phải nghe lời chị Hai nữa, thì mai mốt anh Hai về thăm Mỹ Ngọc nữa. Anh Hai còn dặn vậy hả? Dạ. Khi nào vậy? Thì cái bữa mà chị Hai kể chuyện cho con ngủ đó. Con luôn nghe lời của anh Hai. Mỹ Ngọc lúc nào á cũng nhớ là anh Hai dặn hết trơn á. Ăn cơm xong nha, con sẽ đi vẽ tranh, sau đó con sẽ đi ngủ. Ngủ thiệt là ngon luôn. Nè, ra đây. Anh Hai cái trứng này ngon không? Trời ơi, sao vậy mẹ? Thích ăn lắm á. Chuyện Mỹ Ngọc kể là sao vậy con? Mỹ Ngọc nằm mơ đó mẹ. Mỹ Ngọc không phân biệt được giữa nằm mơ và đời thực. Nhưng con thấy cũng may là Mỹ Ngọc còn nằm mơ gặp được anh Đăng Duy, còn được ảnh dặn dò những điều đó. Chứ nếu không, con cũng không biết phải dỗ dành Mỹ Ngọc làm sao nữa. Anh Hai ăn ngoan nha. Mỹ Ngọc cũng ăn mẹ. Ngoan luôn. Con thấy Mỹ Ngọc rất là mến mẹ, cũng rất là nghe lời mẹ nữa. Mẹ cho con gửi Mỹ Ngọc ở đây một hai ngày được không mẹ? Có làm phiền mẹ không?
Không sao đâu con, có gì mà phiền phức đâu. Có con bé ở đây mẹ càng vui chứ sao. Nhưng mà con đi đâu vậy? Sao lại gửi Mỹ Ngọc ở đây? Dạ, con có vài việc cần phải thu xếp ở đây trước khi về Sài Gòn. Mẹ giúp con coi chừng Mỹ Ngọc. Cho em ấy uống thuốc đúng giờ là được nha mẹ. Con yên tâm nha, chuyện của Mỹ Ngọc con đừng lo gì. Mẹ với dì Tư sẽ chăm sóc nó thiệt chu đáo. Con cảm ơn mẹ. Trà của ông nè. Theo tôi biết thì cậu Đăng Duy đã vượt qua cơn sốc. Nhưng mà tôi cũng lo cho cậu Đăng Duy quá ông à. Lo thì phải lo rồi, nhưng mình phải tin vào sự tính toán của cậu ấy chứ. Cầu mong cho mọi chuyện được tốt đẹp. Tôi tin kẻ ác sẽ được đưa ra ánh sáng thôi. Trên đời này có cái gì mà giấu hoài được đâu. Cái chuyện tôi nhận tội đi tù thay cho ông chủ đã bao nhiêu năm trôi qua, mà bây giờ cậu Đăng Duy nhất định tìm gặp nạn nhân để tạ tội với gia đình người ta. Ông nói không có sai. Cũng giống như chuyện của tôi nè, giống như có xương mọc ở trong người, bao nhiêu năm cứ thấy nặng nề khó chịu. Chừng nói ra được rồi tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn ông à. Mọi việc trong nhà tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Hễ cậu Đăng Duy nhắn là tôi phải đi liền. Bà ở nhà có buồn tới nhà con gái chơi nha. Tôi chắc không đi lâu đâu. Hồi đó tôi từng dặn với lòng là không dính líu gì tới nhà ông Phát Thuận nữa. Nhưng có lẽ nhân duyên của mình với ổng chưa có dứt nên xui khiến xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bà, lần này tôi giúp cậu Đăng Duy, bà không phiền lòng chứ? Không, là chuyện nên làm mà.